Hello, chào mọi người. Bây giờ mình đang có mặt tại thành phố Trăng. Bây giờ đang diễn ra một cái lễ nhỏ trong cái lễ hội hấp bốc tại thành phố Trăng nha. Ở đây có cái lễ hội kêu bằng là Phật Thiếp. Thì ở đây sẽ có những cái chiếc thuyền trong sẽ thành có những cái hình thù như là những cái tháp ở trên chiếc thuyền các bạn. Trong đó sẽ có những cái tượng Phật để cúng trăng trong cái ngày hội hấp bốc. Đó là một cái lễ hội rất là đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ. Cái lễ hội rất là lớn các bạn. Sau lưng mình rất là nhiều người luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ quay những cái con thuyền rất là đẹp cho mọi người xem nha. Xíu sẽ có những cái ánh đèn ở trên đây các bạn. Đây xa xa ở đây bên đây có một cái chiếc thuyền các bạn. Đây là một chiếc thuyền nhưng mà sẽ là những cái mô hình của những cái ngôi chùa các bạn. Thì theo người ta thiết kế nhìn rất là đẹp. Các tối nó sẽ là có những cái ánh đèn rất là lấp lánh tại cái khu vực này. Cái nhà các bạn. Để cái ba nó bể cái anh là đụng luôn.
những cái ống và những cái can để cho cái nhà đèn nó sáng nổi. Quá đẹp, cái nhà quá lớn. Đây đang có rất là nhiều người đang hiếu kỳ đứng coi các bạn. Mình sẽ lại cận và quay cái nhà có đèn rất là đẹp các bạn. Biết luôn hả? Đây gặp anh luôn các bạn ơi, mấy đứa nhỏ nó biết. Cái nhà bên đây rất là đẹp nha các bạn. Đây hình như là có chạy cái thân chùa ở đây luôn nè các bạn. Chùa Sri Kandan các bạn. Rất là đẹp cái chùa. Cái ngôi chùa của Phụ Lâu Dung các bạn. Tối nay ở đây nó sẽ rất là nhiều cái ánh đèn từ những cây cầu các bạn. Những cây cầu rất là nhiều ánh đèn rất là đẹp. Và trong khi đó có những cái ánh đèn từ những cái chiếc này rất là đẹp luôn. Buổi tối tại thành phố Sóc Trăng để quay những cái thước video về ban đêm cho mọi người xem nha. Đây đang có cái hoạt động là hồi nãy mình cũng đã giới thiệu qua là ở đây nó đang thả cái đèn nước, kêu bằng đèn nước. Và trong đó là thả những cái mô hình chùa ở dưới nước các bạn. Mình vô đây mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Ở đây đang tụ tập rất là nhiều người hiếu kỳ ở đây với những cái chiếc đèn nước rất là đẹp nha các bạn. Đây là những cái mô hình của những cái ngôi chùa. Sáng rất là đẹp. Ôi, các bạn thấy cầu rất là đẹp các bạn. Hai cao cao thì thấy ai lùn không thấy. Tiếp tục mình sẽ quay cho các bạn xem những cái đèn nước đủ kiểu luôn các bạn. Mình sẽ đi lại trung tâm. Đây rất là nhiều người luôn các bạn. Nãy giờ giữ kiếm cái chỗ giữ chiếc xe thôi cũng đã rất là khó khăn. Đây tới cái đèn nước thứ hai mình đã xong, mình sẽ quay cho các bạn xem. Rất là nhiều người luôn các bạn.
biển trên cái dòng sông để nuôi ngó các bạn. Mà lúc đó là không có mặt hàng, bây giờ mặt hàng rất là lộng lẫy. Thì
trong những ngày cũng có những hình ảnh buôn bán hàng rong rất là tuyệt đẹp các bạn. Quá nhiều.